cho mọi người nha. Ngày mùng 4 nha. Xin giao lưu với mọi người một cây mẫu đơn rừng để sống khỏe nha. Cây này có nuôi rồi nha, cây này khá là hay nha. Để vô dưỡng vô chậu mũ điên rồi nha. Mình sẽ quay tổng thể cho mọi người xem rồi sẽ chi tiết nha. Cái này cái nhánh con này nó bị tử nha. Có một cái nhánh ngọn gần ngọn này, nó chưa đem mầm. Chín cắn. Còn mấy lại để nó mầm hết rồi nha. Mình sẽ ra thông số mọi người vô hình dung nha. Đang nghe eo này trước nha, nghe eo nhỏ này. Hoàn yêu là 34 nha. Hoàn yêu 34. Chiều keo là 52. Để tính cái cây thôi nha, không có cái mầm mà cho. Mầm nó keo mình mới cắt lại đó. Tiếp lại nha. Bộ đỡ dưới này nè. Có mấy cái nó lên nu này nha anh em. Đó. Cây nó lên nu rồi. Sần nu xù lên. Đây cái mặt tử nó cây nhánh tử này, nhánh này nha. Nhánh này nè. Nó lên nó không có mầm. Tắt lại thì tất kể lại có mầm hết nha. Cây nó vặn cái cây nha, nó quặn cái cây lên nha. À, vô chậu mũ điên.